cứ mùa đông thì xe lại khó nổ. Và đặc biệt vừa rồi có nhiều bác hỏi em rằng là tại sao xe tôi nó khó nổ như vậy, cách khắc phục như thế nào, thì hôm nay em sẽ chia sẻ và giới thiệu cho các bác và chỉ cho các bác một vài những cái phương pháp để làm thế nào đó để khắc phục cái yếu tố đó. Và về mùa đông thì cần phải chăm nom đến những điều gì để cho xe mình dễ nổ. Và hôm nay tôi cũng sau đó em nhân tiện chia sẻ các bác luôn về chiếc Everest máy dầu đời 2014, xe cực kỳ dễ nổ và là một con xe rất là đẹp. Và nó đẹp như thế nào, và dọn nó như thế nào, và để làm thế nào nó dễ nổ như thế này thì em sẽ chia sẻ các bác nhé. Hãy chia sẻ với quý cô anh chị rằng là nó có mấy cái nguyên nhân, và những dòng xe mà khó nổ hơn thì thường hay xảy ra đối với máy dầu và một số những dòng xe máy xăng. Thế thì đối với máy dầu thì nó gặp phải yếu tố như thế nào, thì chia sẻ lại cho quý cô anh chị một vài những cái điều sau đây. Thứ nhất, đối với về mùa rét thì khi mà nhiệt độ nó xuống quá lạnh thì dầu nó trở nên kết dính và nó đặc hơn so với thông thường. Bao giờ cũng vậy, nóng thì nở ra mà nóng thì nở ra mà lạnh thì co lại. Nguyên lý đây này không phải chỉ đối với dầu mà đối với cả sắt và đối với cả những vật liệu khác nữa. Thế thì khi mà trời về mùa đông thì chúng ta cần phải xem xét kỹ lại những yếu tố sau đây. Thứ nhất, đó là dầu, hay nói khác là đối với về mùa nóng thì đối với tất cả những hệ thống đường dầu nó có thể có phần khí, tức là rất nhỏ, chúng ta có đôi khi mắt thường hoặc là đôi khi là đưa máy hơi vào với áp suất cao cũng chúng ta cũng khó phát hiện được ra. Thì đối với đường dầu đó nó phải kín tuyệt đối. Đấy là đối với đường dầu, tức là từ bình dầu dây tiêu chạy qua lọc, chạy qua đường dầu và chạy qua bơm tay này. Và sau đó đến phần đít bơm co áp là dầu luôn phải được căng đét. Thì nếu như bất kỳ có một chỗ nào mà có hở đối với các quang nhê này, cái thứ hai là đối với một vài những con ốc xả e bơm tay này mà nó hở thì đều dẫn đến hiện tượng khó nổ, tức là nó bị e dầu, phải đè một lúc mới nổ được. Trường hợp tiếp theo nữa là đối với các con sấy. Nếu như các con sấy này nó ở mỗi trên đỉnh, mỗi một máy luôn có hệ thống sấy chạy sang, và một trong những các con sấy này hoặc là hai con trong số này nó bị yếu hoặc chết thì đều dẫn ra xảy ra hiện tượng khó nổ. Trường hợp thứ ba là đối với bơm có áp. Và trường hợp tiếp theo nữa là đối với động cơ. Nhưng mà thường ấy, đối với những con máy zin mà khó nổ thì nó gồm chỉ có hở hệ thống bơm tay bị tụt dầu, thứ hai là hệ thống hở, và thứ ba là sấy. Còn đối với những dòng máy quá kém thì nó liên quan đến cả xác măng bị tụt hơi nữa thì càng khó nổ. Thì đối với dòng xe máy dầu này, quý cô anh chị có thể thấy rằng là chúng ta chỉ cần xét đến đó là hệ thống bơm tay này thật kín, thật tốt, và hệ thống lọc thật kín, thật tốt, tất cả đường dầu thật kín, thật tốt, và đặc biệt bốn con sấy nó khỏe. Thế thì đối với máy dầu khi chúng ta đề nổ ấy, thì quý cô anh chị có thể vào đây, chúng ta có thể xem. Bất kỳ dòng Ford Everest, dòng Santa Fe, dòng Kia Sorento, máy dầu nhé, cứ tên là máy dầu, kể cả là 4 chỗ hay 7 chỗ thì các bác hình dung là nó đều có sấy tự động. Ở đây một số những con mà nó chết sấy tự động, người ta sẽ đấu ra công tắc phía bên ngoài, và các bác thấy không, bật lên mà một lúc nó tắt ngay như này thì tức là cái sấy nó còn ngon, thì chúng ta chỉ cần gẩy cái là nó nổ luôn. Đấy, các bác thấy không. Còn đối với những con xe mà nó lâu tắt hoặc là nó tắt mà để nó cứ kéo theo mãi nó không nổ được thì chúng ta phải, trước mắt chúng ta phải kiểm tra sấy đầu tiên, sau đó mới kiểm tra độ tụt đường dầu. Everest cũng vậy, Santa Fe cũng vậy, Sorento cũng vậy, và đặc biệt có một sở vài những dòng xe ví dụ như Verna là máy 5 chỗ mà máy dầu thì các bác phải theo cái này. Còn thêm nữa là đối với dòng xe tải và những cái dòng xe khách 24 ghế thì nó đều phải xử lý, và em cũng vậy. Mỗi một lần khi mà về như dòng chiếc xe Everest này các bác nhé, thì nó là máy zin rồi, tổng thành xe rất là đẹp rồi, và nội thất của nó cũng đẹp,
vô lăng cổ số thì nguyên hết. Thì em về trước mắt em hôm nọ cũng phải mang bảo anh em kiểm tra lại toàn bộ hệ thống sấy, con nào kém thì mình thay luôn. Cái thứ hai nữa là toàn bộ các bác nhìn thấy hệ thống bơm tay này đều phải được vệ sinh và thay lọc tuyệt đối, đều phải được vệ sinh và thay hết cái lọc này và cái lọc bên dưới đi. Cái thứ hai là phải kiểm tra con sâu ở đít bơm có áp, và như vậy thì nó sẽ dễ nổ hơn rất là nhiều. Thế bác có thể hình dung rằng là với cái chiếc xe máy mà nó zin như thế này thì chúng ta chỉ gảy cái là nổ vào máy rất là êm, hơi thừa gần như không có, nội thất thì nó rất là đẹp. Và có nhiều bác hỏi em một câu hỏi là về mùa rét xe của tôi nó khó nổ hơn rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là khi mà nổ như vậy thì làm thế nào để xử lý được, thì hôm nay em chia sẻ các bác luôn. Thế thì ở phần phía dưới cái phần bình dầu kia, ở bên nó nằm ở phía trong, em không tiện, không quay tiện cho các bác được, thì nó sẽ từ đấy lên trên kia nó sẽ có thêm một cái lọc nhỏ nữa. Và cái lọc đấy thì các bác phải vệ sinh, bởi cái lọc đấy là rất dễ đấy, nó ngưng tụ nước ở đấy, ngưng tụ nước ở cái lọc đấy, cho nên là nó sẽ dẫn đến là khó nổ xe cho mình. Thì trước khi mà lấy về thì thường thường đều phải được vệ sinh một cách tuyệt đối. Và chúng ta không chỉ vệ sinh đối với dầu đâu, lâu lâu chúng ta còn phải vệ sinh thêm cả những cái phần nội thất bên trong, tẩy rửa cái phần máy, phần gầm. Và đôi khi là chúng ta còn thì xem có những cái phần nào mà chúng ta cần phải tân trang và tẩy rửa. Thì thường thường xe khoảng tầm 3 đến 6 tháng thì chúng ta đều phải tẩy rửa một lần. Còn đối với Santa Fe của em đi là 3 tháng là em sẽ cho dọn một lần. Dọn thì nó sẽ mang lại yếu tố gì đó là cái xe mình nó sạch. Cái việc tiếp theo nó là những cái kẹo bẩn, tất cả những cái phần cát đất nó dắt vào phần phía trong ấy, thì chúng ta đều phải được mang đi dọn dẹp nó thật là sạch. Để làm gì đó là để khi mà các bác mình đi ngồi trong xe, thứ nhất là nó sạch, mùi nó thơm. Thứ hai nữa là cái xe của mình không bị cáu bẩn, nó không dẫn đến hỏng hóc thêm các đồ khác. Đặc biệt là đối với phần gầm và phần máy, nó không bị khi mà nó bị khi chúng ta đi dọn rửa chúng ta mà thấy nó có cái mà do chúng ta đi va quẹt vào những cái viên đá hay những cái gầm chúng ta đi vào những cái gồ ghề nó cao ấy, nó xước ấy, thì quý các anh chị có thể là tỉa lại luôn, tức là sơn tỉa lại những cái phần như vậy để cho cái phần gầm cho nó sạch sẽ, nó đẹp. Ví dụ như những chiếc xe này như này vậy, em không phải sơn, nhưng mà về những phần này em có thể ruộc ra xong em phủ bóng lên. Nó phủ bóng lên thì cái xe của mình ấy, khi mà mình dọn dẹp như vậy thì nhìn nó rất là đẹp. Cái thứ hai nữa là nó sẽ bền. Đây này, đơn giản nhất là cái phần dưới này, nhiều những con xe ví dụ như nếu nó dỉ như thế này, nó bị một tí này thôi, mà các bác mà cần làm chúng ta chỉ ruộc ra một túi trong xong chúng ta dùng cái sơn mờ chúng ta tẩy vào cái, thì lập tức những chỗ này thì nó sẽ bền mãi mãi luôn. Nó không phải lo cho lắng cho đến cái vấn đề mà xe nó bị hỏng. Thì người ta bảo của bền thì tại người, cho nên là với những cái phương pháp như vậy thì các bác hoàn toàn có một chiếc xe đi mà sáng ra gầy cái là nổ. Nhưng mà bên cạnh nó còn một cái yếu tố khác nữa, đó là cái dầu nhá các bác nhá. Cái dầu mà đối với cái dòng xe này thì bác mua thì em thường thường em sẽ chạy dầu 01. Và cái thứ hai là như này, là tìm những cái cơ sở dầu nó uy tín để mình thay dầu ấy, thì các bác hình dung là đi nó sẽ ok hơn, máy chạy êm hơn, bền hơn. Nếu mà chúng ta bị cái dầu mà nó pha hóa chất quá nhiều, hoặc cái dầu đều ấy, hoặc là cái dầu mà trưng cất các kiểu, bởi vì là cây dầu mình không biết được. Bác vừa rồi đã nhìn thấy rằng là trên thông tin đại chúng có rất nhiều những cái ngàn lít dầu mà mình không rõ được nguồn gốc, thì nó dẫn đến là cũng rất nhiều những yếu tố, nó dẫn đến hỏng bơm tay, hỏng bơm quang áp và hỏng cả kim luôn. Thì dẫn đến là xe của mình nó rất dễ nhanh xuống các bác nhá. Thì đấy là cái video chia sẻ các bác là một vài cái phương pháp để làm sao để cho cái xe của mình nó dễ nổ vào trời rét. Và cái dầu máy nữa thì các bác cũng phải nên thay. Và thay được cái dầu lâu, chúng ta chạy quá lâu rồi chúng ta phải thay cái dầu máy. Để thứ nhất là cái dầu nó là cái giống như máu của con người, nó là những cái chạy tuần hoàn để giúp cho máy có thể là êm, có thể là bền và có thể là dễ nổ hơn các bác nhá. Đấy, thì ví dụ như là như con này, thế là em đã thay dầu, thay dĩ hết rồi nè. Cái thứ hai nữa là toàn bộ cái phần gầm đã được bảo dưỡng rất là kỹ. Và các bác có thể nhìn thấy rằng là khi mà cái táp lô, cái táp ly, tất cả mọi thứ em tẩy đi rồi thì nhìn nó đẹp như này. Đây, các bác có thể quay sang bên kia xem cái bảng táp lô của bên kia xem. Cái bảng táp lô nó đẹp như này, đời 2014 các bác nhá. Và với cái giá tiền nó khoảng 375 triệu, nhưng năm nay là quá rẻ. Lại là máy dầu, máy nguyên, máy số là nguyên luôn, tổng thành cầu bè là nguyên và vô lăng củ số là zin, rất là đẹp như thế này. Thì các bác hoàn toàn có một chiếc xe đi gia đình. Các bác có thể là thấy rằng là chìa khóa thì là nó vẫn theo xe luôn. Đó. Và như con này thì
nó chạy được có hơn chục vạn thật thôi. Đấy, các bác thấy không? Đối với máy này em thử cho các bác thôi. Vì đối với máy mà các bác nhìn này, khi mà trời lạnh ở ngoài Bắc bây giờ rất lạnh nhá. Em đang mặc áo này là đang cố chịu lạnh thôi chứ thời tiết ngoài Bắc này là rất là lạnh luôn. Thì đó, khi mà mình sấy thì đề phát nổ ngay. Còn nếu mình không sấy đối với dòng máy dầu này, các bác đề không thể nổ ngay được đâu. Thì đấy là cái video chia sẻ của bác. Còn đối với con này thì từ trần phèo, từ nội thất cho đến lốp, gầm bệ, các bác nhìn thấy nội thất nó đẹp thế này. Với cái giá tiền khoảng hơn 300 triệu, các bác hoàn toàn có thể là đi gia đình, đặc biệt là chạy dịch vụ. Con này là rất ok luôn. Với cái giá tiền như này, nếu mà so với con Innova đời 2016 ấy, thì bằng Innova, nhưng mà Innova thì chỉ được đời khoảng 14, 15. Nhưng mà nếu để so với Everest thì con này chạy dịch vụ là ổn hơn rất nhiều luôn. Và đi gia đình cũng ổn, đặc biệt là đi bằng vùng cao thì quá ok luôn các bác nhá. Và cảm ơn các bác đã theo dõi cái video. Và chúc quý các anh chị có một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta sẽ lại gặp lại nhau vào những clip tiếp theo. Nếu có điều gì các bác cần mà em tư vấn thì có thể comment trực tiếp đến cái video, comment trực tiếp ở dưới video này nhá. Em sẽ tư vấn. Và cần làm những video nào cho thời gian sắp tới thì quý các anh chị có thể comment để em sẽ làm video gửi cho tới quý các anh chị nhá. Chúc quý các anh chị có một buổi chiều tuyệt vời. Xin chào và gặp lại.